có duyên biết mệnh, sự thật tuyệt vời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, mùng 1 khấn trời, mùng 10 gặp may, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời cũng luôn tương sinh tương khắc, họa là căn nguyên của hạnh phúc, và phúc cũng chính là mầm mống tạo nên tai họa. Vậy nên khi vui vầy trong hạnh phúc, cũng chớ quên đi tu dưỡng chính mình, cũng như khi trong tai ương hoạn nạn cũng đừng chán trường, buông bỏ, bởi sau điều tai họa ắt là điều hạnh phúc. Mậu Ngọ sinh năm 1978 nhờ ăn ở thiện lương, có tâm có đức, hào sảng bố thí mà được hưởng phúc trạch gia tiên, bề trên chiếu cố, là người biết tính toán và thời thế, cho nên tuổi này thành công sớm hơn so với những tuổi khác, nhưng chớ vì vậy mà sinh kiêu, phạm phải sai lầm trong tháng 7 âm đại hạn, tin người bất chấp, chủ quan lơ là, có bao nhiêu tiền cũng đội nón ra đi, tranh chấp triền miên, nghèo khổ vô cùng. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, sẽ là vận mệnh, tính cách đặc trưng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi chọn đời luận giải, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hay còn gọi là cứu nội chi mã, ngựa trong chuồng, ngũ hành bản mệnh thiên thượng hỏa, tướng xương xương con ngựa, tướng tinh con heo. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 mệnh thiên thượng hỏa, trời sinh họ có tính cách hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tuổi Mậu Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này rất năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Cuộc đời thường gặp quý nhân chỉ lối dẫn đường, khiến cho vận thế và sự nghiệp của Mậu Ngọ là khá tốt, dễ giành được thành công. Người này có lòng đam mê công việc và có tham vọng là khá lớn. Tiền vận lắm vất vả, nhưng hậu vận thì an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 58 tuổi trở đi. Trong cuộc sống, bạn là người giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Họ cũng là người giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bản tính tò mò, hiếu kỳ hay lo chuyện bao đồng, con giáp này rất năng động và nhiệt tình, tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp rất nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến đương số cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi Ao Ngọ đã bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt Mậu Ngọ còn rất nổi bật với những ưu điểm như có ý chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén. Trong quan hệ xã giao, Mậu Ngọ là người chân thành, đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi, cởi mở, dí dỏm, vui vẻ, quan niệm thiện ác văn minh, lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan và thích sống tự do, thoải mái, ung dung và tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch, có lý lẽ. Trong làm việc thì nhanh nhạy, dễ tiếp thu cái mới mẻ. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng có nhược điểm, lúc gặp khó khăn sẽ hay dao động, có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Một số Mậu Ngọ cũng ham thích chơi bời hay sinh hoạt xa hoa, buông thả, tình cảm dễ bị kích động và tùy hứng. Số đông tính tình nóng nảy, thiếu kiên trì, nhẫn nại, đôi lúc lại chủ quan, cố chấp và không lường tới hậu quả khi hành động. Do vậy, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh, rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, luôn là người tiên phong giải quyết vấn đề khó khăn. Nếu sinh giờ tốt thì đỗ đạt nhưng có chức phận, bằng không vì con người không thích nề nếp, gò bó, làm việc giờ giấc nên chỉ thích hợp với các nghề tự do, thoải mái như văn nghệ sĩ, luật sư, họa sĩ. Họ có bản tính nóng như lửa nên đôi khi tai tiếng lại chẳng quỵ lụy, nịnh bợ nên con đường quan lộ khi sắp được lại hỏng bởi tính thiếu kiên trì. Tuổi này nếu số tốt thì no đủ, sung túc từ bé vì được sinh trong gia đình khá, bằng không thì tuổi trẻ vất vả, về trung niên và hậu vận mới phong lưu giàu có. Mệnh chủ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ, cuộc đời của họ luôn gặp nhiều niềm vui và may mắn.
ít khi chịu nhiều khổ đau và buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải những sai lầm và thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của chính mình. Nếu như khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị và có quyền lực trong xã hội. Nam mệnh là những người có cá tính thẳng thắn, độc lập, tự cường, khẳng khái và có lòng tự tôn lớn, thường tự tay gây dựng sự nghiệp mà ít có sự giúp đỡ. Trong cuộc đời nhiều lần phải trải qua tai nạn nguy hiểm, nhưng nhờ ân đức của tổ tiên nên được tai qua nạn khỏi. Tuổi trẻ thường vất vả, càng về già mới càng ổn định. Phần lớn nữ mệnh tính tình cương trực, thẳng thắn, nóng giận nhưng dễ tha thứ. Những người có số mệnh này tuổi trẻ thường lận đận, có thể lập nên sự nghiệp nhưng dễ bị tiêu tán tài sản, gần 40 tuổi mới ổn định sự nghiệp. Số này thường gặp trắc trở về đường tình duyên và lận đận với gánh nặng gia đình. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Mậu Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi Mậu Ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận được những lời khuyên từ tuổi Mậu Ngọ. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung, tự tin, không hề sợ hãi dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi Ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm, ngày mai cơ hội vẫn còn đó, không việc gì phải vội vàng. Đường công danh, sự nghiệp của tuổi này trong năm 2024 vẫn chưa có nhiều sự đột phá, mọi thứ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không đạt thành công rực rỡ. Tuy nhiên, có câu đức năng thắng số, bạn vẫn có thể tự mình cải mệnh bằng việc nỗ lực nhiều hơn và trang bị cho bản thân những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết. Trong năm, gia chủ cũng cần đề phòng họa thị phi, khẩu thiệt, kiện cáo pháp luật. Tiền bạc không quá dư giả trong năm này, vì thế mà bạn cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu, việc đầu tư cũng cần cẩn trọng, được đến đâu chắc đến đấy, chớ chạy theo xu thế thị trường. Việc làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì với mục tiêu của mình. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim. Mậu Ngọ có thiên can Mậu Thổ, địa chi Ngọ Hỏa, theo ngũ hành cho thấy, bản mệnh có xu hướng dùng tiền để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, thích được mọi người ca tụng, nhưng cuối cùng chẳng mang lại lợi ích gì, ngoài việc tốn kém không cần thiết. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch khuyên con giáp tuổi này hãy dũng cảm nắm bắt con người và những thứ thuộc về mình. Khi bạn trở nên nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng tích cực, những thay đổi mới sẽ bắt đầu. Nguyệt lệnh mộc dục khiến tuổi Mậu Ngọ có cảm giác không ổn định, trông chênh và đó là điều thường thấy khi bạn bắt đầu thứ gì đó mới. Ai dám chắc tương lai sẽ dẫn bạn về đâu, thế nhưng đừng để những nỗi sợ cản bước tiến của bạn nhé. Cuộc sống đang còn nhiều điều thú vị chờ đó. Đừng để bất cứ vật gì hay bất cứ ai ngăn trở. Tất nhiên việc này khiến bạn đánh đổi, nhưng bạn cần sự tập trung cho từng giai đoạn nhất định. Dịch mã chủ về dịch chuyển cho thấy, bản mệnh khá vất vả trong việc di chuyển. Nếu là đi chơi xa thì cũng dễ khiến bạn mệt và khó khăn trong việc ăn uống. Nếu có thể, hãy sắp xếp lịch trình để đỡ di chuyển quá nhiều. Người tuổi Mậu Ngọ sẽ có cơ hội nương tựa nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh với sự giúp sức của chính quan. Mọi lo lắng của bạn sẽ được xua tan đi khi được lắng nghe những chỉ dẫn, nhất là của những người có kinh nghiệm. Ngũ hành xung khắc dự báo, tình hình sức khỏe của bản mệnh tháng này có dấu hiệu đi xuống. Đừng quên thể dục thường xuyên, tăng cường vận động để xua tan stress cũng như mệt mỏi trong cuộc sống của mình. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau, nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp Mậu Ngọ tuổi 1978 tháng 7 âm lịch.
Xem tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, chính quan nâng đỡ nên con giáp này không gặp vấn đề nào quá khó khăn cả. Vì thế, đừng quên nói lời cảm ơn, bày tỏ sự tôn trọng những công sức của mọi người xung quanh mình. Sự nhắc nhở tử tế từ đồng nghiệp cho phép con giáp này có thể tránh được những sai sót trong công việc, đồng thời thay đổi cách làm việc, tham gia một dự án mới đầu hứa hẹn trong tháng này cũng là một sự lựa chọn tốt. Tất nhiên, không có ai cứ bắt tay vào làm là thành công ngay được, nếu ăn may như thế thì cũng có rủi ro tiềm tàng. Do đó, con giáp tuổi Mậu Ngọ hãy cứ bình tĩnh mà tiến bước bằng cách xử lý từng vấn đề nhỏ một đang xảy ra. Người này đang tìm kiếm việc làm sẽ tìm được việc nhờ sự giới thiệu của người khác. Lần này đồng nghiệp cũ đã giúp đỡ bạn rất nhiều. Ảnh hưởng của dịch mã nên những người làm ăn xa nên chịu khó, chịu vất vả một thời gian vì công sức của bạn sớm được ghi nhận. Thế nhưng đừng vì xa người thân, gia đình mà sa ngã vào những trò tiêu khiển hay cám dỗ ngoài kia nhé. Với chiều sâu kinh nghiệm, Mậu Ngọ có thể đảm nhận những vị trí từ thấp đến cao trong công việc, đạt hiệu quả năng suất cao. Mệnh chủ là mẫu người luôn dũng cảm trong mọi công việc, kết hợp với sự nhạy bén trong nhìn nhận cơ hội, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, thành công là điều nằm trong tầm tay. Mệnh chủ có nhiều nhân duyên tốt, được mọi người quý mến và kính trọng. Xét phương diện tài lộc Mậu Ngọ tuổi 1978 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, mệnh có mộc dục nên con giáp tuổi Mậu Ngọ có xu hướng khoe khoang, trưng diện cho mình về vật chất. Điều này không những khiến bạn vướng vào rắc rối, mà còn làm bạn tốn tiền, nên hạn chế việc mua sắm chỉ để thỏa mãn những niềm vui. Cảm xúc nhất thời của mình nhé con giáp tuổi Ngọ, bớt đi việc thể hiện vừa không bị lãng phí tiền bạc, mà bạn còn có nhiều thời gian hơn để tu dưỡng bản thân. Hơn nữa, với những ai đang làm ăn cần tập trung, nếu để dành thời gian chăm sóc vẻ ngoài quá nhiều, sẽ khiến bạn lơ là việc làm ăn. Đó là tác nhân khiến bạn ít gặp may hơn trước đấy nhé. Tiền bạc không dễ kiếm, nhất là những người tuổi Mậu Ngọ đang mới bắt đầu kinh doanh không có nhiều kinh nghiệm. Đừng tin tưởng vào ý kiến của người lạ trong lúc này, giai đoạn đầu khởi nghiệp có nhiều khó khăn, chớ vội tin những lời quảng cáo rồi cuối cùng lãng phí tiền bạc không đâu. Tình hình tài chính của tuổi Mậu Ngọ có chiều hướng khả quan. Những nguồn thu nhập từ lương và từ đầu tư vẫn đều đặn, phục vụ chi tiêu cho những sinh hoạt gia đình, con cái học hành, báo hiếu cha mẹ và duy trì các mối quan hệ xã hội, vân vân. Đương số nên kiểm soát tốt doanh thu tài chính của mình, cất giữ của cải để có quỹ tiết kiệm dự phòng dùng lúc cần thiết. Nếu muốn gia tăng thu nhập, mệnh chủ có thể chọn đầu tư an toàn, nhưng rất cần tính toán, tìm hiểu kỹ lưỡng. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 7 âm lịch. Ngũ hành xung khắc dự báo về những xung đột trong chuyện tình cảm giữa tuổi Mậu Ngọ và một nửa của mình, dường như hai người rất khó đi đến thống nhất trong thời điểm này. Người tuổi này có lối sống khá tự do, đôi chân của bạn không bao giờ ngừng nghỉ vì trái tim thuộc về những chuyến đi. Bạn là người thích khám phá và trải nghiệm mọi thứ, trong khi đó người ấy lại khá hướng nội, hai bạn chỉ còn cách tôn trọng cuộc sống của nhau mà thôi. Ngoài ra, lúc này tứ lục bay về phương Tây Bắc, gia đình bạn có thể xảy ra bất hòa giữa các thành viên, nhất là với những nhà có con gái, mệnh chủ nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Cùng sum vầy, gặp gỡ, trò chuyện, động viên cha mẹ và thể hiện sự yêu thương tôn trọng các con, gia đình luôn là nguồn động lực to lớn và là tài sản quý giá nhất của Mậu Ngọ. Những ai đang độc thân có lẽ vừa trải qua những sự kiện không vui, để lại trong lòng bạn những tổn thương sâu sắc, đó là lý do chính khiến bạn buồn phiền trong thời gian dài vừa qua. Lời khuyên cho bạn đó là đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ tận hưởng và trân trọng khoảnh khắc hẹn hò cùng người mình thích, nếu suy nghĩ quá nhiều rất dễ bỏ lỡ duyên tốt. Xét phương diện sức khỏe tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 7 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 năm 2024 âm lịch được dự đoán đang có dấu hiệu đi xuống. Những ai có bệnh liên quan đến đường thở của mình thì nên thận trọng hơn. Ở tuổi trung niên, bạn nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình, hạn chế làm việc lao lực, tránh xa bia rượu và các chất kích thích để bảo vệ cơ thể, thăm khám định kỳ để biết rõ tình hình bản thân và có sự điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Ngọ nên vận động thường xuyên, chọn bộ môn thể thao phù hợp để theo đuổi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì mệnh chủ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và cuộc sống. Ngay cả việc bạn thường xuyên phải di chuyển khiến ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, nên để một ít đồ ăn vặt nước uống bên mình. Để lúc đói hay khát bạn có đồ để dùng luôn, với điều kiện khí hậu hiện tại thì cũng là thời điểm phù hợp để bạn chạy bộ chậm, đó là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Mậu Ngọ 1978,
Vận trình tháng 7 âm lịch này của tuổi Mậu Ngọ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục thể thao. Ngày mùng 1 âm lịch. Bắt đầu một mối quan hệ tuyệt vời với những đồng nghiệp khác giới xung quanh bạn, đôi bên hợp tác vui vẻ, quá trình làm việc vô cùng ăn ý. Ngày mùng 3 âm lịch. Chỉ số tình yêu tăng mạnh, xác suất tỏ tình khá cao, có thể phát triển được mối quan hệ với người mình yêu. Ngày mùng 7 âm lịch. Có một cuộc nói chuyện ý nghĩa với nửa kia, giúp mối quan hệ tiến thêm một bước nữa. Những chuyện tương lai đều khiến cả hai thấy phấn khích khi được ở cạnh nhau và cùng làm mọi thứ. Ngày 12 âm lịch. Hợp tác tốt giúp bạn gặp nhiều thuận lợi trong công việc, ngày này cũng thích hợp cho các kế hoạch ký kết hợp đồng. Ngày 14 âm lịch. Chia sẻ suy nghĩ của bạn với gia đình và nhận được rất nhiều lời khuyên quý giá cho chặng đường phía trước. Ngày 18 âm lịch. Một ngày với những cảm xúc ngọt ngào, ấm áp và quyến rũ, điều này tạo cơ hội cho những người đang yêu có thể xuất tiến mối quan hệ lên một tầm cao mới. Ngày 22 âm lịch. Tài lộc vượng phát, có được cơ hội làm ăn đáng tin cậy từ những thông tin nóng hổi từ người thân, bạn bè, bạn nên nhanh tay đầu tư nếu tiềm lực hiện tại đã đầy đủ. Ngày 24 âm lịch. Một ngày vượng tài lộc, đặc biệt là các khoản thu ngoài, kinh doanh tay trái, dù vậy, bạn chớ nên ham mê những trò đỏ đen, bài bạc. Ngày 27 âm lịch. Được cấp dưới khá tín nhiệm, công việc đạt được kết quả rõ rệt, bạn cũng có thể tranh thủ đưa ra một vài ý tưởng mới để tăng cường sức sáng tạo của mọi người. Ngày 30 âm lịch. Sự nghiệp gặp nhiều may mắn, thường xuyên giao lưu với đồng nghiệp, sẽ giúp bạn tạo được những mối quan hệ tốt đẹp, được giúp đỡ khi cần. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Mậu Ngọ 1978. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Trong năm, tháng âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Tuy vậy, họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường. Song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an nhờ được quý nhân tương trợ. Vận thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường, song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc. Niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái tự do kết bạn, có bạn bè khắp tứ phương. Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng, thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Trong tháng 7 âm này, con giáp may mắn này sẽ luôn được quý nhân che chở, thế nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được các tinh trợ giúp. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng viên mãn, đặc biệt, bạn sẽ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Trong cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an vô cùng mạnh mẽ. Tử vi trong thời gian tới, nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì bạn hãy bắt đầu ngay và luôn. Đây chính là cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng về mình. Trong thời gian này cũng nên tham khảo ý kiến sẽ giúp bạn thành công hơn người. Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người. Ngoài ra, về vận trình tình cảm các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người. Tiếp theo là người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hạ trong năm, người tuổi Mậu Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận, vất vả, phải chịu nhiều trắc trở, khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở nhưng không vì thế mà họ nản lòng. Ngược lại càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường, mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình, nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam mệnh, nữ mệnh người sinh tháng 4 âm rất giỏi kiếm tiền, chỉ hiềm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều không kém, thu nhập lên xuống thất thường, không có tích lũy, tiết kiệm gì cho bản thân. Tiền vận bôn ba vất vả ngược xuôi để gây dựng cơ nghiệp,
Cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên, mặc dù tâm động tình từ khi rất sớm, nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hoặc thuận hạnh phúc. Bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân, người này hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ, huy hoàng. Tuy nhiên tiền đề là họ phải chấp nhận đổ nhiều mồ hôi nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng. Hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang hạnh phúc, con cháu đầy đàn, không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần. Những điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động. Nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Người tuổi Mậu Ngọ vốn chịu thương, chịu khó, bản lĩnh, giàu nghị lực trong tháng 7 âm, bạn có thái độ sống lạc quan, tích cực và đầy tham vọng. Do đó, con giáp này sẽ có duyên với thần tài, thời cơ đến cản không kịp. Bạn còn nhận được nhiều tin vui, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc và sự nghiệp sẽ thăng hoa chỉ trong một đêm. Thêm vào đó, do vận trình đạo hoa tìm tới, nên với những người này còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được tình yêu đích thực mà con giáp này mong chờ từ lâu. Với những người đã lập gia đình, bạn sẽ có vô số những thời gian viên mãn bên gia đình. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, tiết trời không nóng không lạnh. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết 10. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Họ luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất cao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào. Người sinh tháng 7 âm nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để hưng gia vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ thông minh, lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa, trọng tình, nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối. Cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy đào tạo làm tầng lớp kế cận. Thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh, rất dễ vướng phải họa quan tụng. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo trong tháng 7 âm liên tiếp tới, bản mệnh sẽ có một tháng bận rộn với nhiều việc cần phải làm. Nhưng tin vui là sẽ có nhiều thành tích tốt đẹp báo về, xứng đáng với nỗ lực của bản mệnh. Con giáp này cũng được đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, tình hình tài chính tăng lên, thu nhập của bản mệnh được cải thiện kha khá. Cát khí nâng đỡ, kết hợp với sự thông minh, nhanh nhẹn của bản mệnh nên lợi nhuận tăng cao, tài sản ngày càng nhiều là điều tất nhiên. Bản mệnh nên mạnh dạn đầu tư vào việc gây dựng các mối quan hệ, tham gia các hoạt động xã giao để tạo dựng nền tảng cho tương lai, hứa hẹn sẽ rất thành công. Chuyện tình cảm ở mức bình ổn, mối quan hệ lứa đôi tuy khá bình lặng nhưng cũng không có sóng gió nào. Cả hai đều dành cho đối phương sự tin tưởng nên thời gian này bản mệnh có thể an tâm theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Người độc thân tuy vẫn chưa tìm được người chung đôi, nhưng cũng không vì thế mà suy nghĩ tiêu cực hay ủy mị. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt. Thời trai trẻ, họ phải trải qua khá nhiều gian nan, vất vả nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời người sinh tháng 10 âm đan xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ. Mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình, may nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá lại tài năng hơn người, nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp, trung vận may gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, người sinh tháng 10 âm vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 10 có quý nhân phù trợ, thần tài mang tài lộc đến trong tháng 7 âm, con giáp này có vận trình sáng rực. Sau khi trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả, đây là lúc tuổi này thu về thành quả xứng đáng cho công sức đã bỏ ra, bản mệnh nắm chắc thành công trong tay, tiền tài rủng rỉnh, không còn phải lo lắng nhiều như giai đoạn trước. Đương số không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được điều mà mình mong muốn, nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn và bản mệnh, có thể giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng. Cuối cùng là người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trong năm là tiết đại tuyết, vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm cũng như nhúng màu băng tuyết, khó có được sức sống của mùa xuân, họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ.
Người này tính tình hòa nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nào cũng hẩm hiu, đơn thương độc mã. Tới năm 28, 29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên. Năm 35, 36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, xuân về, hoa nở, thành công rực rỡ. Đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu, vị trí xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổ nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Bước vào tháng 7 âm này, vận trình hanh thông như chuột sa chĩnh vàng, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két, sung túc không ngờ. Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân nâng đỡ, những người đang đi làm sẽ được cấp trên nhìn nhận, cử người giúp đỡ hoặc cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn. Mệnh chủ không phải quá lo lắng về các vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian gần đây, các khoản tiền dự phòng. Bản mệnh đã chuẩn bị từ trước sẽ phát huy tác dụng khi có những vấn đề bất ngờ có thể phát sinh, không cần lo chuyện tiền nong. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này có những chuyển biến tích cực. Đào hoa nở rộ giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Ngày này bạn khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Bản mệnh cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới, vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không khó. Quý vị thân mến, câu chuyện bán cái giếng. Có một người đàn ông được xem là thông thái nhất một ngôi làng nọ, ông bán cho hàng xóm, một người nông dân cái giếng đã lâu không dùng. Thế nhưng nhất quyết không cho hàng xóm dùng nước trong đó, khi thấy hàng xóm đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc, kẻ thông minh kia nổi nóng. Không cho ông này sử dụng nước trong chiếc giếng với lý do, tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông, vì thế, ông chỉ được dùng cái giếng, không thể lấy nước từ cái giếng này được. Bác nông dân ngẫm lại thấy rất có lý nên không cãi lại được, nhưng cũng không biết làm sao khi ông cũng trả tiền mua giếng nhưng không được sử dụng. Bác hiểu rằng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng, trong khi hoa màu và gia súc trong nhà đang rất cần nước từ cái giếng này, thật vô cùng khó xử. Vì không biết cách giải quyết sự việc, nên cuối cùng ông quyết định mang lên trình quan huyện xét xử, mong lấy lại công bằng. Lên cửa quan, bác nông dân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình. Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi, tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng, chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao? Người đàn ông thông minh tự tin thưa lời, dạ, bẩm quan, con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con, giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước chứ. Quan huyện nhìn người đàn ông, khẽ mỉm cười và trả lời, ồ, ngươi nói rất có lý, thế nhưng, khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta, còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi, vậy thì ngươi không có quyền được để nước dự trữ trong giếng của người nông dân nữa. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê cái giếng dự trữ nước, hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức. Quan tòa ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định đanh thép, gã thông minh cúi đầu buồn bã, không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình gây khó xử và đành chấp thuận để cho người hàng xóm dùng nước trong chiếc giếng. Người đàn ông thông minh tưởng rằng mình có thể lấn át người nó dân nhưng lại đối lý trước những lời quan nói. Cuối cùng là ông tự hại mình vì chính trí tuệ của bản thân. Có thể thấy, luôn có người thông minh hơn bạn, vì núi cao còn có núi cao hơn. Việc mình tự tin vào kiến thức và khả năng của mình là điều cần thiết, nhưng chớ nên thái quá. Cái giá của sự kiêu ngạo thật sự quá đắt. Biết bao người đã nhận một cái kết đắng khi quá tự mãn vào bản thân của mình. Có thể bạn đứng nhất ở trong lớp học, xuất sắc nhất cơ quan, đoàn thể của mình, nhưng nó mới chỉ là cái giếng của chính bạn mà thôi. Vì thế giới bao la rộng lớn ngoài kia bạn vẫn chưa có cơ hội khám phá. Thế giới đó với kiến thức là vô tận và nhân tài luôn đầy rẫy. Dù chúng ta có thật sự rất giỏi giang, nhưng người giỏi giang hơn vẫn còn rất nhiều. Bạn tuy giỏi đấy, thì còn có người giỏi hơn. Không ai dám nhận mình là nhất và tự tin rằng mình là số một. Thực tế cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra. Ta càng tự cho mình khôn ngoan, không hiểu rằng chớ nên tính toán chi li và bạn tính cũng chẳng bằng trời tính. Dù có lên kế hoạch cho mọi thứ thì vẫn có thứ đi ngoài kế hoạch. Vì thế, việc khôn ngoan nhất mà bạn nên lựa chọn là sống khiêm nhường là điều hợp lý và sẽ giúp bạn tránh khỏi một số phiền phức không đáng trong cuộc sống. Chúng ta đều biết, cuộc sống lên xuống bất thường, nên chúng ta hãy luôn giữ thái độ bình thản để đối mặt. Lúc giàu có cũng không lấy làm kiêu ngạo, lúc nghèo khổ cũng không quá bi lụy. Như vậy cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng theo ý của bạn hơn. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bất kỳ ai, vì lòng người vốn thâm sâu khó đoán, người ăn mặc lịch sự, đạo màu chưa chắc đã tốt.
và người có vẻ ngoại tuềnh toàng chưa chắc đã như vẻ ngoài của họ. Như vậy, chúng ta nên cẩn trọng trước khi đánh giá bất kỳ ai, vì bạn sẽ không biết được rằng bạn đang đối diện với ai đâu. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.